Để eco trong người khó chịu lắm. Để mấy trăm thì mình còn mua xúc xắc túc tắc dần đấy cho luật sư à? Hả? Được rồi ạ. Bỏ sát hết thời. Nhưng mà gặp con rách này gặp con ong cũng hết thời. Không sao. Làm ra cửa sổ. Bỏ. Chú thật là ra cầu hay ra skin thường á? Nó ở trong cầu. Absolutely ở trong cầu. Nhân vật mới cho trong cầu mình câu được tiền á. Ơ kìa. Tê tê. Vừa mới vào game nhá. Đợi tí còn đi tìm người. Phong quốc ạ, nào là phong quốc ạ. Tê. Mùi sờm hấp hơi nồng game này, ai sờm hấp, sơ sờm hấp hay mình sờm hấp. Có người chạy ra nhà nhỏ. Mình thấy cái bóng nhỏ nhỏ nhá. Né làm sao được? Né làm sao được? Đánh luôn. Lắc đầu, lắc đầu. Lắc cái gì mà lắc? Ơ sao bé không lắc? Gãi đầu. Nào, nó tên. Come on, baby. What Tôi không lừa đèn. Tôi không lừa đèn một tí nào, tôi thề. Sơ tự lừa bản thân mình. Tôi không lừa đèn. Mấy ông sơ vô tự huyễn hoặc bản thân rằng mình bị lừa. Ông này còn nhả tay khỏi ghế, ông có tê-rô đâu mà ông. Ông có tê-rô đâu mà ông bết.
Ôi xong máy rồi, đẹp thế. Luật sư sửa máy cổng sau. Tên rồi, tên rồi. Tên rồi này. Nhá nhá này. Biết ngay mà. Ồ. Ồ. Múa, múa thôi. Tầm này múa còn gì nữa. Vẫn lách à, vẫn lách à. Bum 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 bum. Đốt ghế mãi mặn. Úi dồi ôi, 28:30 rồi. Các chương mục trong cầu tinh hoa cung điện pha lê kỷ niệm năm thứ tư của Identity File đã ra mắt. Nếu bạn không có đủ eco, hãy liên hệ tới một bên cung cấp dịch vụ nạp hộ với mình là anh Tuấn Chelsea, nhanh chóng và uy tín. Một lần lên ghế là ngồi mất 30 giây. Phải phân tích mọi người, một lần ngồi lên ghế là mất 30 giây, hai lần là 60 giây ấy. Bảng persona này nó là 6%. Nó là 6%, 6% của 30 giây. 6% của 100 giây là 6 giây này, 6 130 giây tầm khoảng chia 3 đi. Nó rơi vào đâu khoảng khoảng 2 giây. 2 giây. Đây cái ghế mọi người đốt nhanh hơn 2 giây. Cả một vấn đề. Ừ, 5 giây nếu mà full 9%, 9% gần như là 10%. À đâu, làm gì mà. Mỗi lần lên ghế là hơn 2 giây. Thì hai lần lên ghế là đâu đấy vào khoảng 4 giây thì đấy. Còn 9%, 9% gần như 10% đi. Gần như 10% thì nếu mà ngồi full ghế thì nó sẽ giảm tầm khoảng gần 5 giây. Hơn 5 giây chứ, hơn 5 giây. Chán lu chi gì hay qua rách á, nó không phải chán. Mà nói chung là đánh lu chi cho vui, còn đánh lên danh thì đánh chưa rách. Cùng trở lại những phép tính nhé. Không, 2 giây là khoảng bao lâu? Cứu người chỉ mất cứu người mất 0,6 giây. Cứu người mất 0,6 giây, nhưng mà có persona của cứu người mất 1 giây, nhưng mà có persona có một cái điểm giảm 40% thời gian cứu à. Thì còn 0,6 giây thôi. 0,6 giây trong một cái lần cái thanh ở dưới nó chạy ấy là 0,6 giây. Trong khi đó đòn đánh của Hunter chẳng hạn là con rách này thì mất 0,47 giây để đánh Tero. Vậy nên các bạn biết là gì không? Nếu mà các bạn đã cứu được nửa cái thanh rồi mà các bạn nhìn thấy Hunter nó chưa giơ tay ấy, thì sẽ không để Tero được. Nhớ chẳng với con rách này thế. 0,47 giây tức là nếu các bạn cứu một nửa trong 0,6 giây tức là 0,3 giây rồi. 0,3 giây các bạn cứu được một nửa thay rồi các bạn vẫn cứu tiếp. Mà rách mới giơ tay thì không đánh Tero được. Còn muốn đánh Tero thì nó phải giơ tay trước khi mà cái cục của bạn được một nửa. Nhưng mà có một số Hunter nó biết là giơ tay nó sẽ bị lộ ấy. Thì nó sẽ quay lưng về ghế. Quay lưng về ghế như kiểu con Gala. Cái trò này là con Gala nó hay làm. Quay lưng rồi nó thực hiện đòn đánh ấy. Thì mình sẽ không thấy cái đoạn tay nó sẽ xoay nó đấm cọc vào. Nên là những cái người mà chiến binh các thứ ấy, người ta cứu ghế gần như không bỏ tẹt luôn.
Nếu mà kiểu những con hunter đơn là con không có skill ấy, chỉ đánh đường vào tay ấy, không bờ tero luôn. Họ thấy sơ tay cái họ nhả ra. Chơi Chami. Ngư dân Ameta, ngư dân đâu có Ameta. Tính ra đánh con ngư dân nhá, đánh con ngư dân anti cover, đánh con ngư dân dễ hòa luôn. Dễ hòa không phải yếu quá mà hòa nhá, rất dễ hòa luôn. Không cover được. Bệnh viện Thánh Tâm à? Bro. Ngu 9, 10, 11. 9, 12. Lại quên game comment của Tây rồi. Có một người ở nhà nhỏ côn trùng. Thu không phải kịp không? Hay mất không? Thế không tê đồ ạ? Đập ván á. 50 giây luôn ạ. Bao nhiêu giây hồi ong đây? Hồi rồi ạ. Lại thu ong về này. Lại để ong ở cửa này này. Lách ong này. Xong máy rồi á. Sao tôi vẫn nghe tiếng phành phạch con ong nhỉ? Tại sao tôi vẫn đầy tiếng phạch phạch con ong? Mình thấy Norton ở đây rồi, đánh không nhanh là nó hút nam châm. Rồi. Hai người đi xong máy ra đi cover luôn ạ. Đau đau đau. Ui chưa đứng kịp cái tường này nó đã hút rồi. Bướm này bướm hồng luôn này. The fuck. Tha tôi đi. Tha tha. Tha tha. Samatha Samatha. 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 Phải đánh. Còn 500 ạ. Tha 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 tha. Em xin em xin em xin. Em xin. Ê,
để thủng ra con thợ máy. Ấy dở thế nhở. Ôi, đào vàng. Đào vàng. Tha đào vàng. Tha. Xong mày á? Quán ở đào vàng này. Xong phố đâu lại núp ở đấy nhỉ? Rồi, hồi máu cho nhau rồi. Đây, ở đây. Chính nó. Sâu xa trên tầng à? Chính nó. Họ máy đi đường nào cứu nhỉ? Mày có đi cứu không? Họ máy làm gì đi cứu? Cái máy này nhiều lắm rồi, Có phải có thợ máy nó muốn vòng ra nó sửa cái máy này không? Chín đến nơi rồi. Tự nhiên win. Cái con quạ, người ta ở bãi cai. Thôi, bạn đi zoom. Thở máy bạn đi zoom cho mình. Lần cái lần cuối kìa. Chết rồi. Mình đã nói chia tay người ta mất rồi. Người đồng ý ngay khi mình vừa cất lời. Nó bị cover hơi quá đà ấy. Úi giời, 37 điểm tràn. Thu bao giờ mới hết đống này. Pha đấy đuổi con thợ máy thì con trùng nó cũng chả có máy cuối đâu. Nó sẽ pram xong cái máy tượng gần 99 rồi. Ôi, mình còn hai game nữa này. Giờ đánh con gì để hoa cũng lên danh. Sorry. Ra khịa sơ miếng không? Cái nét ở đâu? Người ta thua, người ta buồn lắm rồi. Lucci toàn phải đợi nhánh 3 đổi phép để lấy hòa. Khổ.
gắn lên nghe bảo đét mà thấy quảng cáo nhiều á. Thực ra thế này, thực ra thì tôi vẫn đang chơi Gunny, nó quảng cáo nhiều. Thực ra thì khi mà tựa game nào về Việt Nam ấy, tôi không bao giờ tôi thích nó vào tay Vina Game. Mặc dù là Vina Game là người mang về những tựa game của tuổi thơ, Bom Online, Võ Lâm Truyền Kỳ, xong rồi gì nữa nhỉ, Zing Speed này, đủ các kiểu thể loại. Bom Online Gunny, hồi trước Gunny cũng là của Vina Game, à cũng cũng Vina Game phát hành. Nhưng mà mấy ông Vina Game, mấy ông bị kinh tế quá ấy. Tức là tôi chả quan tâm đến một cái cộng, không quan tâm là game này nó sẽ có độ lâu dài và độ phát triển gì cả. Cứ kiếm tiền. Tức là thế này, vấn đề này. Tôi sẵn sàng nạp tiền vào game. Nhưng mà các ông phải nuôi được cái con game này nó lâu, nuôi được cộng đồng nó lớn, được chưa? Tôi sẵn sàng tôi bỏ tiền về một tựa game tôi yêu thích. Nhưng mà kiểu là các ông kiểu kiếm tiền, kiếm nó kiểu là cũng không quan tâm đến độ tuổi thọ của game. Công viên Ánh Trăng à? Mình bị kiểu game mình sẽ chết bao giờ mình không biết. Ba nhánh mèo luôn này. Bạn biết bên chơi gì là chơi cái gì ra là oách nhất không? Chơi cái gì oách nhất không? Mắc đốt ghế này. Kiểu như cái con Gunny mới thì hồi ức tuổi thơ thật, nhưng mà nó mở server liên tục, mở server liên tục để những người chơi muộn 1-2 ngày hay là 1-2 tuần thì họ không sợ bị lùi đằng sau. Họ không nào đứng sau đây đâu. Ông này chạy ra đến sáu đừng thôi à. À, cờ robot. Mày đi lên cầu thang tao bỏ. Là điện sớm đỡ ăn gió. Ôi rồi, bạn biết rồi. Ui, hơi lag. À, con bác thấy chạy à? Nó chẳng hồi đòn luôn ấy. Nó chẳng hồi đòn luôn ấy. Pha đấy tưởng đấm vào ghế cơ. Thuê này, đi thuê đát găng để sang rồi. Cần cái găng nữa này.
Double down, ok. Còn ván ở đây. Body block được. Ông nằm đây luôn thì ông còn đập cái gì. Cho lính thuê nằm vậy. Xách lính thuê ra máy này cũng được, nhưng mà nó còn mất thời gian hơn. Đấy, xách lính thuê ra là người ta sửa được cái máy này. Ui, không trúng kìa. Ô, ăn ván rồi đấy. Gay nhờ. Hai máy cuối rồi. Mình thuê tự dậy. Dính tay. Máy prime à? Giữ tele. Đuổi con lính thuê đây, nó hết tự dậy. Đây rồi. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Trêu, trêu người ta đấy, trêu, trêu, không đánh, không đánh. Làm gì làm, múa này múa, không đánh. Trêu người ta không cứu được ấy. Giờ mới đánh nè. Lên sông.